Chào tất cả quý vị và các bạn và những người yêu cây cảnh bonsai nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục mình hướng dẫn một các bạn uốn một cái cây để sau này cho nó có giá trị. Cái cây này tôi cũng đi làm thấy ở ngoài đường ấy, nó cũng đẹp thì tôi mang về tôi trồng, bây giờ nó đã nó mọc mầm rồi. Thì hôm nay là tôi hướng dẫn cho các bạn cách vào dây và cách uốn sao cho nó nhìn cái cây sao nó đẹp. Đấy, cái đầu tiên thì các bạn thấy rồi đấy. Đấy, đây cái này là tôi uốn rồi đó, tôi uốn sơ định hình như vậy một lần nữa thì nó mới là ra một lớp nữa thì nó mới đẹp được, chứ còn cây mà một lần thì không bao giờ nó đẹp được. Như đây tôi mới làm đúng một lần thôi đó. Bây giờ tôi bắt đầu vào làm cho các bạn xem đó. Cái đầu tiên này các bạn thấy không, nó cây nó đơ mà trông nhìn nó không có giống ai hết. Đây tôi cũng là định hình với cái cây nên là cái dây thì tôi cũng tiết kiệm một cái dây cũ, nên là mong các bạn thật sự xem video và thông cảm. Thì đây là tôi định hình cái cây này nó không giá trị lắm, nên là đây là cách vào dây và cách uốn thôi. Đây là tôi hướng dẫn cho các bạn người nào mới tập chơi đấy, chưa làm bao giờ thì cứ nhặt những cái cây nào mà mình cảm thấy nó không giá trị thì mình cứ về mình tập. Đây là mình tập uốn mà các bạn, thì cái cây nào mình thấy ở ngoài đường rẻ cũng được, cây nhà linh sam cần thăng những cây gì 50, 30, 20 đấy, mình mua về mình tập uốn cho nó sau này cho nó đẹp. Thế thì cứ phải bạo tay mà, bạo tay làm thì nó cứ đẹp được. Cần là ai cũng vậy, đầu tiên nó bỡ ngỡ thì chưa uốn giờ mình đi mua cái cây mắc tiền thì nó phí. Thì bây giờ cái cây này mình thấy nó đẹp mà cũng dễ uốn thì mình cứ tập, đầu tiên mình tập uốn là mình định hình theo cái nào đấy thì mình cứ mang về mình định hình đấy. Tôi cũng gỡ là cái dây cũ này làm thôi. Thì cái này là cái cây này là định hình, ai mua thì bán rẻ tới 20.000 cây này, không bao ship nữa các bạn. Đó. Cây này bán rẻ 20.000 không bao ship, tôi chả biết cây gì cả. Thì tôi hướng dẫn đây là cách mà anh em mình mới chơi vào dây rồi là cái cách uốn thôi. Chứ nó không có phải là mình lãng phí, thế nên là mình đi các bạn cứ ra chợ mà mua những cây gì nó rẻ tiền, cây me là cây nguyệt quế linh sam thì nó rẻ tiền 20-30 ngàn này đấy. Mình về mình tập uốn, đây là cái cách tập uốn, nên là tôi gỡ bằng cái dây cũ, nhặt cái dây cũ về tôi tiết kiệm này. Buôn tàu bán bè không phải ăn dè lỗ miệng, tiết kiệm được cuốc sách mà, nên là tôi làm cái dây cũ này cũng được. Đây là định hình được cái cho cái cách mà anh em mình vào dây thôi, chứ cái cây này nó không giá trị lắm. Đó, thì cây mình nhặt được mình cứ bạo tay mình bẻ không sao, nhưng mà cái tầm mình bẻ sao cho nó mình chỉ có cử tay mình làm cho mình biết mà, đừng những cái ép mạnh quá đấy. Mình xoáy theo cái chiều kim đồng hồ, theo cái vặn theo cái hình chiều lò xo ấy, là cái cây nó ít khi bị gãy đó. Mình cảm giác của cái tay mình cầm vào là mình thấy nó không có ấy đó, thấy không? Những cái co nó nhìn nó cứ đẹp được, chứ còn nếu mà mình không uốn thì cây nó đơ đấy. Uốn này mình, cái cây nào nó cái đoạn mà nó cứng quá thì mình cứ cho nhiều dây vào, cái đoạn dưới này thì mình cho nhiều dây, còn cái trên này thì mình cho sau. Đó, thì mình cứ nhặt cái dây cũ này, rồi cứ cái dây cũ này gỡ ra tôi uốn. Đó, thì mình đây là mình hướng dẫn nên là các bạn thông cảm nhá, có lẽ bảo là sau cái dây mới không có, nhưng mà đây mình phải tiết kiệm, đây mình hướng dẫn cho các bạn nào chưa uốn bao giờ thì cứ mua cái cây nào rẻ tiền mình cứ về mình tập uốn quen nhé. Sau này mình nó thuần rồi mình biết cách rồi, mình bảo tay rồi các bạn mình làm. Đó, nên là mình cứ kiếm những cây rẻ tiền và nhặt những cái dây cũ cũng được. Đi làm cho người ta, tôi cũng đi làm sửa cây mai cho người ta đấy, nhưng mà cái dây mình để gỡ ra cũng nhặt về. Nhặt về thì mình hướng dẫn vào cách vào dây cho các anh em nào mới đi tập chơi vào nghề này. Chưa uốn bao giờ thì coi như là cũng làm đại. Cái chung cây mà mình cứ chịu khó mình tập uốn nhiều thì nó thành cái quen. Trăm người ta bảo trăm hay không bằng tay quen mà. Mình cứ phải làm. Cách của tôi vào dây thì các bạn thấy là nó rất là đơn giản, chứ không có khó. Quan trọng là mình cứ bạo tay mình làm, chứ mình không làm bây giờ thì nó khó, nhưng mình làm mấy lần là thành quen. Cũng như kiểu cây đàn vậy, mình mua về mình tập mình đánh mấy lần là nó quen tay rồi, tự nhiên là mình chuyển gam nó dễ. Thì cái cây nó vậy, chưa làm bao giờ cũng như kiểu cái đàn mình chưa cầm bao giờ thì mình bỡ ngỡ, cái cây nó cũng vậy. Nhưng mình làm một vài lần là nó quen, tôi cũng vậy, tôi làm một vài lần là tự nó quen thôi, cũng chỉ xem trên mạng vậy thôi, chứ còn cũng chả học hành gì hết. Một cái thế này tôi cũng chả biết nó là cái thế gì hết, chỉ thấy nó đẹp thì mình cứ vậy là mình định hình cho nó dễ nhìn thôi. Đấy, thì các bạn cứ theo tôi cũng chả có, tôi chỉ biết làm, tôi còn không biết là cái thế này là thế gì, nên là mong các bạn thông cảm đó.
đó, tôi chỉ biết làm sao cho cái cây nó nhìn dáng long hay là dáng gì, dáng rừng hay dáng gì, tôi chỉ biết là làm sao cho nó dễ nhìn thôi, chứ còn cái thế thì mình cũng không học. Ở đây bằng cái kinh nghiệm làm, nói chung là kinh nghiệm tôi làm đấy, thì tôi cũng hướng dẫn cho những người nào mà chưa biết thì cũng làm theo cái cách này cũng dễ làm, ai cũng làm được, chứ cái cầu kỳ quá thì nó khó. Cái đầu tiên này một lần thì nó không đẹp đâu, nhưng mà lần thứ hai nó thuần rồi, mình gỡ ra dây một lần nữa mình vào thì mình đưa ra cái chi nhỏ đó. Chi nó đẻ tiếp ra mình lại vào một lần nữa nó khít hết tàn tán. Bây giờ mình làm một lần đầu thì nó cũng chưa được đẹp lắm, đây là mình định hướng trước đi, sau này nó ra thì cái giá trị đó. Mình cứ phải bạo tay mình làm cái cây rẻ tiền thì mình đừng tiếc, nhưng mà làm mấy lần quen các bạn, chứ chưa làm bây giờ thì mình ngại, chứ mình cứ làm mấy lần cảm thấy sướng lắm. Lúc mình làm cái đẹp thì mình thích làm lắm, cứ thích mua cây rẻ rẻ 20-30 nghìn là mình làm cây khế, cây me, cây lộc vừng nho nhỏ đấy, mình cứ làm tập uốn một cây dành dành mấy cái cây mình nó đơn giản nó rẻ rẻ tiền đấy, mình cứ mua về mình uốn mấy lần quen. Mua cái dây 2 ly thôi, 1 ly rưỡi thôi là mình tập mình làm những cây nhỏ mà. Sau mình cứ làm dần dần mình làm những cây to thì mình phải đi nhiều dây. Còn cái này mà nó chưa đủ chi tán thì sau này nó ra mình làm lại một lớp nữa là nó đẹp thôi. Cây mà chả có ai mà làm một lần mà nó đẹp được luôn, khó lắm. Thì làm mấy lần định hướng lại sau nó mọc theo cái cách nó mọc ra nữa thì mình lại chia tay tán tiếp. Cái lần đầu tiên thì mình đó. Cứ vậy là mình vào dây những cái nào mà chi nhỏ là mình không nên bỏ thiếu những cái chi nhỏ này đó. Chính cái chi nhỏ này là cái làm để cho nó có hồn cây mà. Chứ nhiều khi mình bỏ sót cái chi nhỏ này đấy, do nó cây nó chưa mọc đủ, nhưng mà có cách nào mình cứ đưa hết ra thì sau cái cây nó mới tán, nó mới dày được, nhìn nó mới có giá trị được đấy. Thì cái cây đầu tiên ai cũng vậy, nhưng sau này nó đẻ tiếp mình lại lọc lại một lần nữa mình làm đấy. Thì cái cách tôi vào dây thì các bạn thấy nó đơn giản, không có cái gì mà khó ấy. Đấy nên là tôi đây là tôi làm cái dây cũ nên là cứ nhét cái nọ bỏ chỗ kia, nhưng mà nhìn cái dây thì nó không đẹp, nhưng mà cái cây nó mình định hình với nó thôi, chứ thực sự cái dây này là cái dây tiết kiệm nên là nó cũng khó làm tí, nhưng mà kệ. Cây này đây là mình chỉ cách để mình vào dây, cách để mình định hướng cho nó thôi, cho nên là cái dây này toàn cái dây tôi nhặt được. Nên các bạn xem video là thật sự thông cảm với tôi nhé, nếu mà ai mà hiểu cái cây thì thông cảm với tôi. Nhưng mà thật sự còn tôi làm cái này là cái định hình cho những người nào chưa làm bao giờ, nên là tôi làm cái dây này nó không hợp lý lắm, nên là mong những người xem thông cảm với tôi. Thì đây là cái cây này tôi định hình cho gọi là sơ sơ, nên là nó cái dây tôi làm nó cũng không được hợp lý lắm, cái thì trắng cái thì đen, nên nhìn nó hơi khó nhìn thật. Tôi nhận tếu thật, đúng vợ nó bảo tiết kiệm cuốn sách, nhưng mà thật sự cái cây này nó rẻ tiền đấy, mình làm định hướng cho những người mới tập chơi đấy. Còn là ai mà biết chơi rồi thông cảm thôi. Dây cũ nhìn tếu nhỉ, tôi kệ nó, mong các bạn thật sự thông cảm thôi. Đó thì tôi cứ định hình sơ sơ vậy, sau này nó ra tay tán nữa một lần nữa là nó sẽ ok bung bung. Đấy, thì cái tay nhỏ, những cái chi nhỏ là mình cố gắng mình làm hết. Cứ mình sẽ uốn sao cho nó nhìn cho nó dễ nhìn được, chia sao cho cái tay tán nó đều. Thì còn bên trên này cái chỗ cái ngọn này thì nó còn đã cũng cái chi nó còn đang thiếu, thì nói chung cái cây này nó sẽ còn đẻ nữa. Đấy, đẻ nữa thì bây giờ mình cứ vào hết cái tán tay tán dưới này là nó khó hơn, còn cái ngọn thì dễ nuôi mà. Cái ngọn rẻ nó thở cao nên là mình dễ xử lý, thì nó sẽ mọc một lần nữa, bây giờ mình làm thêm một lớp tán trên nữa là nhìn sẽ dễ coi. Dây cũ này mình uốn cạn hơi dài cái dây, mình tí nữa cắt bỏ rồi dây đen dây trắng làm cạn đỉnh hướng cho nó, cứ vào hết những cái chi nào nó nhỏ nhỏ mình vào hết. Cây nó vào cái chi này cái rất là quan trọng, cái chi lớn mà mình không vào cái chi nhỏ thì cái cây nó không có hồn. Nên là đã mà xác định làm cây thì mình cố gắng mình làm lâu tí nhưng mà kỹ, lắt léo ra cho nhìn cho nó dễ coi, nó có hồn. Cây nó thẳng tuột thì nhìn nó không giá trị được. Bố đã gọi là bonsai thì mình phải uốn éo, mình lượn lách tí cho nhìn nó sẽ dễ nhìn. Đó, cứ vào hết những cái chi nhỏ này.
Tôi đam mê cây nhưng mà thật sự thế này cũng chủ yếu là đam mê nên là biết làm thế nào là hướng dẫn thật lòng những người nào mà chưa làm bao giờ thì xem rồi thông cảm cho tôi. Thế đẹp thì nó cũng không được đẹp lắm đâu, có nhiều người người ta tài lắm nhưng mà tôi đây là thật sự làm nó không đẹp, một người thì cũng lại chẳng được đẹp nữa. Nhưng mà thật sự cái đam mê cái yêu cây thì tôi rất là thích, nên là những người nào mà chưa làm thì tôi hướng dẫn cái cách vào đây thật sự cho các bạn xem, có gì thì các bạn cứ điện thoại không có ngại gì hết, tôi kể cả nửa đêm các bạn điện cũng vẫn dẫn vẫn chia sẻ hết những cái kinh nghiệm nào các bạn hỏi tôi trả lời hết, vì đây là trả lời bằng cái sự đam mê cây mà, nên là các bạn đừng có ngại gì hết, nếu mà có gì thắc mắc hay là cái gì các bạn điện thoại cách rời vào dây hay là cách uốn éo ghép hay là như nào nó cứ điện thoải mái, tôi dễ chịu lắm. Nhìn người tôi thì nhìn ai không hiểu thì thấy nó vậy, nhưng thật sự cái lòng tôi xem là cứ hiểu được. Tôi cũng chả được đẹp nhưng nhiều khi tôi buồn tình cảm chán cũng nhiều khi không cảm nữa, không nói đâu. Đấy, cái này là cái ngọn đỉnh của nó này, sau này nó sẽ còn ra. Đây là cái demo, cái dây nhôm này nó hơi thiếu tí, demo xong nó ra tiếp mình vào. Như vậy là cũng thấy nó cũng gần ổn định rồi các bạn. Thì nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like nhé, để mình có cái động lực mình lên cái video sau. Chứ mỗi lần khi mà tôi làm ra thì tôi cũng hay kiểm tra xem có ai xem không, tôi thấy ít người coi là tôi cũng nản. Thật sự làm đây cái sự đam mê mà mình làm hướng dẫn mà nhiều người không đăng ký là một ít xem ít để nghe, nhiều khi tôi cũng tuổi thân đấy. Thì mình làm đến đam mê mà, ví dụ như có cái gì không hay là không nên không phải thì các bạn cứ tham gia đóng góp thoải mái. Ừ, bạn làm như vậy nó không hợp lý như nào cứ đóng góp thật sự cho tôi mới thích. Tại vì cái nghề cây này là anh em phải động viên nhau mà. Đấy, nó có đẹp hay xấu thì động viên nhau, à cái cách đấy nó không được đẹp hay là cái ngọn này nó thấp hay nó cao hay như nào, nó tay này nó làm sao đó thì cứ chia sẻ thật lòng, ai hiểu biết hơn thì cứ chia sẻ tôi, còn ai chưa xem bây giờ thì cái cách tôi làm như vậy thấy hợp lý không. Và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn nhé. Video này là kết.